Một lon bia mà tốt gấp trăm ngàn kem trị mụn hiện nay khi bạn làm theo như những cách sau. Thứ nhất, đó là bạn làm mặt nạ, bia, trứng gà, dưa chuột và mật ong. Là mặt nạ, bia, sữa chua không đường cộng với nước chanh. Đó là hai cách cho các bạn. Những bạn nào có những da mặt mà mụn nhiều, hãy nên áp dụng. Hãy chọn cách nào phù hợp nhất cho bạn. Hãy chia sẻ mẹo này đến mọi người để cuộc sống thêm tốt đẹp các bạn nhé. Hãy comment cảm nghĩ của bạn phía dưới video này nhé. Nhớ like, share và subscribe để xem. Bye.